Ok, F2B Gaming Channel xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip, có thể nói là mình sẽ review một cái ad farm của bot nha anh em. Rồi, nếu như anh em nhìn thì hiện tại là bot sẽ có một ad farm với cái sức mạnh là 82 triệu nha anh em. Điểm tiêu diệt là gần 1 tỷ nha anh em. Điểm tiêu diệt cũng rất là đẹp. Cái thứ hai là anh em nhìn về cái lính chết thì cũng gần 7 triệu nha anh em. Sức mạnh tối đa của hạt farm này là 87 triệu. Oh my god, quá kinh khủng nha anh em. Rồi chúng ta sẽ xem sơ qua cái dạng tướng của hạt farm của boss sẽ có những gì nha anh em. Rồi đầu tiên thì anh em sẽ thấy những cái con tướng triệu hồi này. Boss đã có những con tướng này rồi nha anh em, nhưng mà boss không có xài. Đấy, đây là ad farm thôi. Đây là ad farm nha anh em. Đó, ad farm thì anh em thấy Minamoto mát nha anh em. Là anh em đã biết là boss đã nạp bao nhiêu tiền vô ngay chỗ cái ad này rồi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xem sơ qua nha anh em. Đó, Anibaika cũng mát skill luôn anh em. Oh my god, ad farm của boss là như thế. Thứ ba, recharge cũng mát rồi nha anh em. Thứ tư là có gì? Thứ tư là Tào Tháo. Hay thứ năm là Alex mặc theo cũng mát rồi nha anh em. Thứ sáu là Alex. Thứ bảy là gì? Attila nha anh em. Boss chơi cả kỵ binh luôn nha anh em, bộ binh và kỵ binh. Xem người mà ta đánh bại, sao ngươi nghĩ mình có cơ hội? Quang Vũ nha anh em, Quang Vũ mát luôn, mát skill. Là thêm Hara cũng mát luôn, quá là khủng nha anh em. Farm là như thế, mát bao nhiêu con đây để mình xem. Yêu nè, 3 con, 5 con, 10 con, con cam nha anh em. Farm thôi, 10 con cam, 10 con cam mát rồi. Oh my god, thiệt chứ. Rồi về tướng tím thì mình không tính nha anh em. Thêm giờ ad farm của boss nữa, anh em nhìn thấy nè. Farm thì có Leo Macha là lên mát rồi anh em. Thứ hai là thêm một con tướng nữa, Takeda, kỵ binh luôn nhé anh em, mát skill luôn, quá là khủng. Tướng cam mà để đánh nhau là 11 con tướng cam nhé anh em, 11 con tướng cam mát, cộng thêm một con tướng farm nữa là 12 con. Con này cũng sắp mát rồi anh em. Nhìn dàn tướng của ạc farm của boss thôi mà thấy thèm. Đủ loại tướng để đánh nha anh em. Đủ loại tướng để đánh. Quá khủng. Farm thôi, là như thế nha anh em. Farm thôi là đã như thế rồi. Cỡ nào cũng làm được, cũng đánh được. Chúng ta sẽ xem sơ qua về cái loại lướng. Loại lính của boss nha anh em. Rồi anh em nhìn thấy là lính bộ binh của boss là 1.8 triệu nha anh em. Là ad farm của boss là sẽ chuyên về bộ binh nha anh em, chuyên về bộ binh. Kỵ binh cũng có, cung binh cũng có, và xe cũng có. Ad farm mà lên cả T5 như thế luôn nha anh em, T5. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhà nha anh em, chúng ta sẽ xem nhà. Này, đầu tiên anh em nhìn thấy nè. Cái nhà này là cái nhà huyền thoại nha anh em. Nhà này là nhà huyền thoại. Đấy. Boss phải đánh cũng khá nhiều nha anh em, khá nhiều mới có. Chúng ta sẽ xem các skin của boss coi. Boss sẽ có những skin nào. Delta Artemis. Oh my god, quá là kinh luôn. Delta Vishnu, quá khủng anh em. Những nhà này thì mình không tính nha anh em. Về các cái nhà huyền thoại thì quá, quá là khủng rồi. Những nhà này thì có thể nói là chơi event có, nhưng mà đây là nhà huyền thoại nha anh em. Nhà huyền thoại định thần Vishnu nè. Đó, cái này là mặc định. Còn này là đền Artemis cho anh em. Cũng là một tấn công kỵ binh 5% luôn. Còn bên đây sức mạnh bộ binh 5%, đền thờ Vishnu mới có nha anh em. Đấy, đây là những cái nhà thôi, ngôi nhà của vua. Những cái này là những cái nhà. Đó,
Nhìn sơ sơ thì boss cũng được 2-3 cái nhà huyền thoại nha anh em. Rồi chúng ta xem một cái nữa mà mình nghĩ anh em sẽ xem thử coi ad farm của boss sẽ có những cái skin nào. Van động cực đại nha anh em. Em thấy kinh chưa? Thêm một cái đền thờ Artemis luôn. Quá là khủng. Farm thôi là như thế nha anh em. Farm thôi là như thế rồi. Oh my god. Rất là nhiều skin nha anh em. Rất là nhiều cái skin về cái khung ảnh. Đấy, cái khung tên của mình nha. Rất là nhiều. Quá nhiều luôn. Rất là đẹp nha anh em, nhìn rất là đẹp. Rồi, nhìn sơ sơ thì boss đã nạp cho cái ad farm rồi anh em, lấy Minamoto rồi. Cái thứ hai là hiện tại là boss đang đánh mùa Kabika. Hoàng anh hùng ca nha anh em, hoàng anh hùng ca. Đang ở trong mùa chinh phạt, boss nạp thẳng luôn một cái gói. Anh em nhìn thấy là cái gói này là cái gói về khai thác pha lê nha anh em, cộng thêm 50% nữa. Đấy. Cái gói này là chỉ nạp mới có nha anh em, chỉ nạp mới có. Ok, chúng ta xem sơ qua những cái tài nguyên nha anh em. Sơ sơ thì farm cũng được 502 cái xu quý rồi anh em. Vì những cái game ghét. Và đặc biệt là cái xu chinh phạt nha anh em. Xu này cực kỳ hiếm. Mỗi khi mà anh em thắng đó, anh em đua một cái event phải nói là tầm khoảng 30 triệu lính. Đó, ăn phải 30 triệu lính nha anh em thì anh em mới được một cái xu này. Mà boss ad farm của boss hiện tại là được tới 3 cái xu này. Quá là khủng luôn anh em. Cái thứ hai là cái speed. Speed thì cũng khá bổn nha anh em, khá nhiều, rất là nhiều. Cái ad này mà để dành là để đua thiên đỉnh chắc là hốt hết nha anh em. Thứ ba thì trời ơi, tranh lính nè anh em. 61 cái, chục cái này, một cái. Về các vật phẩm thì chúng ta chỉ xem những cái này thôi nha anh em. Về thiết bị, anh em nhìn thấy những cái rương nè, mod phải nói là mod nó thu thập rất là nhiều, nhưng mà ăn farm mà. Đấy, rồi về đồ nè. Oh my god, thiệt chứ. Set nha anh em, một set của bộ binh. Set của bộ binh luôn. Mũ của kẻ chinh phạt nha anh em. Đó, những cái món này là phải nói là mua trong cái cửa hàng của mùa chinh phạt mới có nha anh em. Đó, kể cả búa nhật nguyệt này cũng như vậy. Nón này thì mình có thể nói là nón mình mua ở ngoài. Nón địa ngục luôn à. Nón này là nón của kỵ binh nha anh em. Về cái dao găm. Quá là khủng. Chiếc nhẫn luôn anh em, phòng quay tử thần. Sơ sơ thì boss đã được như thế nha anh em. Farm thôi là như thế rồi. Những mảnh vẽ có sẵn đây nè. Hai cái mảnh đêm vĩnh cửu luôn. Và thêm hai cái của sự quay lại của CEO luôn anh em. Đồ chơi thì có thể nói là boss có rất nhiều. Nhưng mà đây là ad farm nha anh em, ad farm thôi. Boss nói là cái này là chỉ để dành cho để cho lính thôi nha anh em, cho thôi. Chứ không có đánh nhau nữa, không sử dụng ad này nữa. Quá là khủng. Về cái mục khác. 71 cái hộ chiếu à. Quá xịn sò luôn anh em. Em có thể nhìn thấy rất là nhiều đồ chơi. Chìa khóa vàng, chìa khóa bạc, chìa khóa pha lê. Đó. Nhìn sơ sơ thì có thể nói là cái này mà để dành để đua thiên đỉnh thôi là chắc có thể là cướp thiên đỉnh luôn nha anh em. Farm này. Nhìn quá là khủng. Đồ đạc các kiểu. Mỗi cái xu chinh phạt này thôi là mình thấy là mình rất là thích rồi anh em. 3 xu luôn, mình đánh 2 KVK rồi nhưng mà không được. Nhưng mà boss lại được 3 xu luôn anh em. Quá là đỉnh. Hiện tại là farm của boss đang ở có thể nói là Kingdom 1871 nha anh em. 1871. Quá là xịn sò rồi.
Làm luôn cái skin nhà huyền thoại nha anh em, rất là đẹp, rất là đẹp. Chỉ số sức mạnh thôi là quá bá rồi anh em. Ok, cảm ơn bác Oda đã tài trợ cho mình một cái ạc farm của boss để review chia sẻ đến anh em nhé anh em. Ok, video của mình xin phép dừng tại đây nhé anh em. Nếu như anh em thích video, vui lòng tặng mình một like, một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.